clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Reuters, chuỗi cung ứng sẽ sắp xếp lại sau chiến thắng của ông Trump. Đông Nam Á, Việt Nam có thể hưởng lợi. Chuỗi cung ứng toàn cầu được dự báo có thể sắp xếp lại dưới nhiệm kỳ thứ 2 của ông Donald Trump. Theo Reuters, các nhà phát triển khu công nghiệp trong khu vực Đông Nam Á dự đoán ông Donald Trump sẽ áp mức thuế cao đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình. Ông Donald Trump, người giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đã tuyên bố trong cuộc tranh cử rằng sẽ áp thuế 60% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ, cao hơn nhiều so với mức thuế từ 7,5% đến 25% mà ông áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên. Do đó, khu vực Đông Nam Á, nơi các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô điện tử từ Thái Lan đến Việt Nam và Malaysia có khả năng sẽ được hưởng lợi từ sự ảnh hưởng của Trung Quốc, theo nhận định của các chuyên gia và nhà phân tích trong khu vực. Reuters cho hay, các nhà phát triển khu công nghiệp của khu vực này đang tuyển thêm người nói tiếng Trung và chuẩn bị đất cho các nhà máy. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự dự báo rằng ông Trump có thể sắp xếp lại chuỗi cung ứng toàn cầu sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Jaripon Jarukonsakul, Tổng giám đốc điều hành của VSA Group, một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Thái Lan đánh giá, khi ông Trump chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử Tổng thống vào đầu năm nay, các cuộc gọi từ khách hàng Trung Quốc đã tràn ngập VSA Group. Đã có sự di dời đến Đông Nam Á trước đó, nhưng đợt này sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Bà Jaripon Jarukonsakul cho biết và ám chỉ đến nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump năm 2017 đến 2021. USA đang mở rộng lực lượng bán hàng và bổ sung thêm người nói tiếng Trung vào các nhóm giám sát việc bảo trì và quản lý các khu công nghiệp trải dài hơn 12.000 ha tại Thái Lan và Việt Nam. Trong số 90 nhà máy đã mở cửa trong năm nay tại các khu công nghiệp do Amata Corp của Thái Lan điều hành trên khắp Đông Nam Á, khoảng 2/3 là các công ty di rời cơ sở ra khỏi Trung Quốc. Vikram Kromadit, người sáng lập kiêm chủ tịch của Amata Corp cho biết. Ông Vikram Kromadit nhận định, thời kỳ mới của ông Trump sẽ là một cú đấm mạnh vào Trung Quốc, có khả năng tăng gấp đôi số lượng các công ty muốn chuyển từ đó đến khu công nghiệp rộng 150 km2 của Amata tại 4 quốc gia Đông Nam Á. Ông cho biết, việc xây dựng khu công nghiệp Amata ở Lào sẽ bắt đầu vào tháng này. Đây là nơi Trung Quốc đã xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối Côn Minh với thủ đô Viêng Chăn của Lào. Thái Lan, trung tâm sản xuất ô tô trong khu vực, đã thu hút hơn 1,4 tỷ USD đầu tư từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vào ngành công nghiệp xe điện đang phát triển nhanh chóng của nước này. Trong khi đó, Malaysia kỳ vọng sẽ thu hút hơn 100 tỷ USD đầu tư mới vào lĩnh vực bán dẫn, có thể hưởng lợi từ việc sắp xếp lại chuỗi cung ứng. Sự thay đổi này có thể mang đến cho Malaysia những cơ hội mới để nắm bắt thị phần lớn hơn trong xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường quan trọng khác. Sothianlai, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia cho biết, nhưng rủi ro vẫn tồn tại, đặc biệt là với một số dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump có thể cân nhắc áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực. Lev Schneider, Giám đốc Công ty Luật Quốc tế Luther tại Việt Nam cho biết, Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu lớn sang Hoa Kỳ với thặng dư thương mại song phương 90 tỷ đô từ tháng 1 đến tháng 9. Trong những năm gần đây, Việt Nam được nhiều công ty, doanh nghiệp quốc tế lựa chọn là địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ngoài Trung Quốc vì sở hữu vị trí địa lý thuận lợi và nguồn nhân công lớn. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.